Xin chào các bạn, mình là Trần Bích Nga đến từ câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài nhảy 32 bước theo một cái bài nhạc rất là hào hùng, đó là Đất nước chọn niềm vui. Bài này á nhảy theo phong cách line dance, có nghĩa là quay 4 hướng. Cho nên các bạn hãy học một hướng chắc chắn 4 động tác trước, chỉ đếm thôi, không có nhạc. Thì bây giờ á, mình sẽ quay lưng lại hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ hướng dẫn từng bước một, sau đó mình nhảy với nhạc chậm và cuối cùng mình sẽ nhảy với nhạc nhanh. Nào, chúng ta bắt đầu nhá. Đây, lúc đầu á sẽ có nhạc chờ gồm 2 động tác. Tay trái để lên hông, tay phải đánh các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Thì lại đến cái đoạn nhạc chờ thứ hai là chưa có tiếng hát, thì các bạn bắt đầu nhún này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4. Thay vì 5 6 7 8 các bạn lắc tiếp á, thì sẽ không biết đi đâu. Thì lúc đó chúng ta chỉ nhún một chân, trụ chân phải, chân trái đứng như này này các bạn. Đó. 5 6 7 đi. 5 6 7 8 là bắt đầu đi đấy nhá. Nào, bây giờ đi vô cái bài chính này, bước sang trái. 1 2 3 4 nửa bàn chân để bước tiếp. 5 6 7 8. Bước chân trái lên, tay dang ra các bạn. 2 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ mình đi lên á, mình không đi thẳng là ngã. Tay phải để như thế này để giữ thăng bằng và mình đi chéo qua chéo lại các bạn nhé. 3 tà 2 3 4 5 6 7 8. Lùi chân phải xuống và tay phải đưa ra các bạn ha. 4 2 3 4 5 6 7 8. Cái nhịp cuối cùng không làm gì hết, quay ra đây để chuẩn bị sẵn sàng đi theo hướng này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đi hướng này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Hết bài.
Yeah.